Đây là một quán cà phê giải khát không gian xanh mới được thiết kế xây dựng và đã đi vào hoạt động. Hôm nay anh em tôi mới có thời gian lên uống cà phê và thư giãn ít phút để có một chút công việc. Và nếu ai có công việc cũng như có những giây phút thư giãn vui chơi thì hãy ghé tới quán không gian xanh và đối diện dòng sông Hưng Long cách chợ huyện khoảng 50 m. Anh Trung Bonsai rất là quen thuộc trên YouTube quý vị nhé, cũng như Nga Sơn TV. Anh luôn đồng hành với Bonsai ký hiệu cũng như tin tức Nga Sơn để lưu lại những hình ảnh và những cuốn video đẹp nhất để gửi tới quý vị và các bạn. Vâng, ổn định kịp phòng tầng 2 rồi, chè cháo thuốc lào đưa hết đấy rồi. Em ơi, ở đây wifi không ạ? Dạ có ạ, wifi là chỉ thiết đấy ạ. Em cho anh mượn cái menu nhá. 86 hay là hạt bơ? Hạt nào cũng được. Hạt mộc cho nó gầy. Cái loại nào mà nó giảm cân được nhanh chóng, càng nhanh càng tốt em nhá. Em lấy loại nguyên chất nhá. Đấy cứ gọi là cái loại nào mà giảm cân tốc hành để chuẩn bị đón xuân nghe chưa? Em đấy hiệu đang nhập hàng nhá. Anh Trung anh mới có 92 cân nên Tết năm nay không biết là anh sẽ lên đến bao nhiêu. Nhưng kiểu gì thì Tết anh cũng phải lên 3 cân là cái chuyện bình thường. Bởi vì anh bảo lên vài cân thì nó đơn giản nhưng mà anh xuống vài lạng thì cảm thấy rất là khó. Đấy như bonsai chính hiệu lại không như vậy được, phải dùng cái hàng mà càng tăng cân nhanh càng tốt. Hàng sữa. Quán này quán gì? Không gian xanh. Ở quán nhà mình có những cái thức uống gì nhỉ? Dạ, có đầy đủ đồ uống nhỉ. Đầy đủ. Vâng. Đấy, giới thiệu kênh chính thức Nga Sơn đấy nhá. À, dạ. Đây là hai vợ chồng à em? Vâng. Thế không thuê nhân viên phục vụ chú mà? Không, thuê bạn đi làm sáng này thôi. Học với một bạn có việc mà xin đến muộn. Có thuê nhân viên nam không? Có anh ạ. Các loại thức uống quý vị nhé, từ trinh tố cho đến nước ép cho đến nước giải khát, bia bọt. Có đồ ăn nhẹ không? Không có anh ạ. Đấy quý vị và các bạn nè, chuẩn bị một năm mới nếu như có khách hoặc là họp lớp hay là có một cái chương trình gì thì hãy đến quán cà phê không gian xanh, một nơi để giải trí rất là lý tưởng, rất là đẹp. Tổng diện tích khoảng bao nhiêu mét vuông em nhỉ? Hơn 330 mét vuông. Hơn 330 mét vuông. Nhà nó sẽ ấp cây cối xanh.
ở vị trí rất là đẹp, thoáng đãng, thư giãn, nhẹ nhàng, cà phê. Rồi, ok.